tác giả ca khúc Chí Phèo bỏ ngang đại học để theo đuổi đam mê. Khi thi đại học, ba mẹ hướng tôi vào công việc kỹ thuật. Tôi cũng học được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn đi làm ở những quán cà phê ca nhạc. Do công việc ca hát khiến tôi ngày một đam mê hơn, ảnh hưởng đến việc học khá nhiều. Tôi nghĩ mình học không nổi, ra trường cũng không theo được công việc của mình, nên tôi dừng lại, Bùi Công Nam chia sẻ. Trong chương trình Sing My Song vừa phát sóng, ca khúc Chí Phèo của Bùi Công Nam tạo nên sức hút lớn, vượt qua sáng tác, ông bà anh của Lê Thiện Hiếu và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Và để đến với thành công của cuộc thi này, Bùi Công Nam cũng trải qua không ít những khó khăn để theo đuổi đam mê của mình. Lê Thiện Hiếu là đối thủ mạnh nhất. Với ca khúc Chí Phèo và hiệu ứng từ khán giả, Nam cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy cực kỳ bất ngờ khi trong vài ngày mà đến 2 triệu lượt xem, Facebook của tôi cũng được quan tâm nhiều khiến tôi cũng hoảng. Trước đó có bài Kiều của Cao Bá Hân, mọi người nhầm tưởng bài này lấy theo ý tưởng của bài kia, nhưng thực chất bài Kiều viết sâu Chí Phèo. Khi quay hình, đội tôi quay trước đội anh Đức Trí, nhưng khi phát sóng, đội anh Đức Trí lại phát trước. Trong trại sáng tác, anh Phong đưa cho tôi viết về văn học. Tôi không tin được mình được nhận chủ đề như vậy, vì ngày xưa tôi học văn dở lắm, làm bài toàn chém gió. Nhưng cũng may hồi trước tôi mê chuyện Chí Phèo, vì khi đọc chuyện Tếu Tếu nên tôi nhớ nội dung nhiều. Tôi viết nhanh gọn, không gặp trở ngại nhiều so với những bạn khác. Tôi nghĩ đó là điều may mắn cực kỳ đối với tôi. Có bao giờ Nam chuẩn bị tâm lý mình trở thành người nổi tiếng? Nếu xảy ra thì đó là điều vô cùng may mắn đối với tôi, bởi đó là mong ước của bất cứ ai làm nghệ thuật. Bên ngoài trông bạn hiền lành và ít hoạt bát hơn so với trên sân khấu. Trước giờ khi ra ngoài tôi ít giao tiếp, tôi chỉ tự tin khi nói. Chưa tiếp xúc mọi người, cảm giác tôi hơi lạnh lạnh với người xung quanh, nhưng khi nói chuyện rồi thì sẽ thoải mái hơn. Còn khi lên sân khấu, lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn mình sẽ làm gì trên đó, hát như thế nào, diễn ra sao, bởi tôi hay bị bối rối lắm. Tôi thường đứng trước gương diễn, sau đó quay clip lại, xem lại mình không được chỗ nào để sửa lại. Khi về đội Nguyễn Hải Phong, anh ấy đào tạo như thế nào để giúp Nam phát triển được khả năng của mình? Lúc đầu được anh Phong chọn ở giây cuối cùng, tôi nghĩ chắc là chọn cho vui. Vô cũng chỉ làm người lót đường, bởi tôi là thành viên cuối cùng. Vả lại đội anh Phong toàn thí sinh mạnh, mong muốn của tôi được vào đội anh Đức Trí, vì tôi nghĩ có sự tương đồng hơn trong âm nhạc. Nhưng vào đội anh Phong, được học ở anh nhiều điều viết về nhạc, tôi chưa từng học qua. Tôi cảm giác mình mở mang cực kỳ nhiều, cách viết nhạc nhanh để vào vòng 2, trong vòng 24 tiếng, viết được một bài là điều mà từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ làm được. Chính nhờ anh Phong tôi biết cách phát thảo một bài hát nhanh, làm sao cho bài hát dễ nhớ và gom theo quy luật logic. Nam cảm thấy ai là đối thủ mạnh nhất của mình? Tất cả mọi người, vô chung kết ai cũng được công nhận và tài giỏi như nhau về sáng tác và ca hát. Những người tôi sợ nhất có lẽ là Lê Thiện Hiếu, vì sức ảnh hưởng của Thiện Hiếu mạnh và bạn ấy có tư duy âm nhạc tốt, gần gũi với khán giả, nên tôi nghĩ khả năng quán quân của bạn ấy khá cao. Trong sáng tác, tôi cũng rất thích nhạc của Hiếu, và ngược lại, Hiếu cũng rất thích nhạc của tôi. Nam nghĩ ưu điểm vượt trội của mình là gì? Tôi nghĩ trong mặt bằng những người sáng tác nhạc thì tôi hát tốt. Trước khi tuyển sinh, bạn tôi có nhiều người sáng tác hay nhưng hát không tốt nên không được vào. Tôi cũng nhờ giọng ổn nên đi sâu. Cái sáng tác của tôi có được tinh thần tích cực khiến mọi người thích nghe. Sau thành công bước đầu, Nam có bị áp lực cho các phần thi tiếp theo không? Áp lực cực kỳ vì tôi không nghĩ mình được đón nhận nhiều như vậy. Tôi đã chuẩn bị bài cho đêm chung kết, nhưng nhìn lại làm sao bằng bài kia nên sợ. Giờ tôi cũng hoang mang lắm. Làm sao để hay hơn được Chí Phèo cũng là một điều rất khó với tôi bây giờ. Anh Phong vẫn nhắc nhở tôi không được ngủ quên trên chiến thắng, phải chuẩn bị thật tốt cho đêm chung kết. Từng bị ba mẹ cấm học trường nghệ thuật, Nam có thể chia sẻ nhiều hơn về con đường đến với âm nhạc của mình. Hiện gia đình tôi quê ở Buôn Mê Thuột, trước ba mẹ làm nông nhưng sau này chuyển qua bán mì Quảng. Nhà có 4 anh em trai, tôi là con trai út. Ba anh em tôi đều là kỹ sư, sống và làm việc tại quê nhà. Chỉ có mình tôi theo đuổi âm nhạc và vào Sài Gòn. Khi thi đại học, ba mẹ hướng tôi vào công việc kỹ thuật điện tử. Tôi cũng học được 3 năm. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn đi làm ở những quán cà phê ca nhạc. Công việc ca hát khiến tôi ngày một đam mê hơn, ảnh hưởng đến việc học khá nhiều. Tôi nghĩ mình học không nổi, ra trường cũng không theo được công việc của mình, nên tôi dừng lại. Tôi âm thầm đi thi, sau khi đậu trường văn hóa nghệ thuật quân đội, tôi mới báo với ba mẹ. Mẹ tôi khá hốt hoảng, một phần vì tôi từng thi X Factor, nhiều cuộc thi âm nhạc khác, nhưng chỉ vào được vài vòng rồi bị rớt, cảm giác hụt hẫng và stress nhiều, trước giờ tôi cứ ngộ nhận. Áp lực lớn khiến tôi suy nghĩ nhiều, không đi học được mà phải ngưng 2-3 tháng tại trường kỹ thuật. Sau đó tôi quyết định theo âm nhạc và tập trung cho việc ca hát. Vì đam mê nghệ thuật nên Nam chọn Sài Gòn làm nơi học.
Từ khi học cấp 3, tất cả các chương trình văn nghệ của xã, của trường, tôi đều tham gia hết và còn được giải cao. Tôi có nói với ba mẹ giờ con thích cái này quá, ba mẹ cho con đi thi không? Ba mẹ cấm luôn chứ không phải không cho. Vì nghĩ ngành này rất phiêu nên tôi cũng thi kỹ thuật và làm như những gì ba mẹ muốn. Tôi thi đậu vào trường đại học công nghiệp, ngành điện tử. Đó là điều mà tôi không mong muốn. Tôi nghĩ mình đã sai. Nam có hối tiếc khi mình mất một khoảng thời gian dài cho công việc này. Tôi cảm thấy rất phí thời gian. Nếu 3 năm đó tôi học chuyên ngành, giờ tôi đã ra trường và kinh nghiệm trong nhạc của tôi cao hơn bây giờ rất nhiều. Trước đó tôi khá nghiệp dư và chỉ là tay ngang. Khi vào trường tôi được học kiến thức, biết được những gì mà trước giờ tôi không biết. Tôi tự tin hơn khi giao tiếp với những người làm về âm nhạc. Hiện tại việc học tại trường văn hóa nghệ thuật quân đội có đúng như những gì bạn mong muốn. Tôi đang học năm 2 ngành quản lý văn hóa. Sang môi trường này tôi hoàn toàn không bị áp lực vì được học theo những gì mình thích. Tôi thoải mái trong việc học nhưng lại sợ ba mẹ bị ảnh hưởng. Thường ở quê ai cũng muốn con cái có nghề nghiệp đàng hoàng. Còn con mình bỏ học theo ca hát thì hàng xóm hay nói ra nói vào khiến tôi áp lực rất nhiều. Và tôi suy nghĩ mình phải làm sao để ba mẹ có thể hãnh diện về mình. Thời gian đầu tôi cũng cố gắng giải thích với ba mẹ biết. Sau này có khổ thì tự con chịu, ba mẹ đừng lo. Vì trước khi vào Sài Gòn tôi đã sống tự lập từ trước nên không khiến ba mẹ lo sợ gì hết, chỉ lo cho tôi về tương lai sau này. Sau khi Nam đã có những thành công bước đầu, ba mẹ Nam nói gì? 2 năm qua ba mẹ cũng thường xuyên gọi điện, cứ một tuần gọi 1-2 lần, vì ba mẹ cũng sợ giống như trường kia lại bỏ học dở dang. Khi thi Xiên Mai Son tôi cũng nghĩ mình rớt thôi, không nghĩ mình đậu vào được đến chung kết. Tôi thi đậu vòng 1, ba mẹ rất vui, còn đến vòng này thì ba mẹ rất ngạc nhiên. Ba mẹ cũng mừng và hy vọng con mình theo đuổi đam mê vững chắc hơn, sau này còn đi làm kiếm tiền. Sau khi xem xong 2 vòng vừa rồi, ba mẹ có nói đêm chung kết sẽ vào cổ vũ. Trước giờ ba mẹ tôi chưa bao giờ vào Sài Gòn. Nam có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì áp lực khá lớn từ gia đình? Tôi nghĩ mệt mỏi thì không, đó là áp lực do tôi tự đặt ra để mình cố gắng. Chứ thực sự ba mẹ cũng không áp đặt con cái phải thế này, thế kia. Ba mẹ chỉ muốn mình có công việc ổn định sau này. Mẹ vẫn ủng hộ những gì tôi làm sao cho con mình thoải mái nhất. Tôi nghĩ sau này không nên như thế. Tôi biết mình nên làm gì và sẽ làm như thế nào. Bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn so với trước. Vẫn ở trọ và đi hát quán cà phê hàng đêm. Cuộc sống hiện tại của Nam tại Sài Gòn ra sao? Bây giờ tôi vẫn ở trọ một mình tại Sài Gòn vì tôi tự lập cũng quen. Tôi không xin tiền bố mẹ từ cách đây 4 năm. Tôi tự đi làm nghề gì cũng làm, may mắn là tôi kiếm tiền được bằng đam mê. Tôi đi hát ở những quán cà phê nhỏ, ngày nào cũng đi hát. Tôi là thành viên trong ban nhạc, cùng mọi người thành lập, một đêm hát hơn 2 tiếng rưỡi, hát xong những cách xê rồi chia đều. Tôi chơi guitar và hát chính. Những khó khăn ngày đầu đi làm là gì, Nam đã vượt qua được chưa? Tôi nhớ nhất lần đầu tiên cùng 2 người bạn học cùng trường đại học công nghiệp lập ra ban nhạc, rồi cùng đi xin hát ở quán cà phê, nhưng người ta không cho hát vì chơi dở quá. So với các band khác thì chúng tôi gà lắm, người ta nhìn cũng coi thường mình. Một phần do lúc tôi chưa tiếp xúc nhiều nên cứ nghĩ mình hay rồi, vào xin là chắc được thôi. Đọc vài bài hit trên mạng nhưng vào xin người ta không cho, sau đó len lỏi đi nghe người ta hát và chúng tôi ngộ ra, tập luyện nhiều hơn để đi xin làm tiếp. Lần đầu tiên cả nhóm đi làm thử, nếu được thì họ nhận. Hôm đó chỉ có band của chúng tôi nên hát suốt 2 tiếng, hát hơn 20 bài, quán chỉ có vài người khách. Sau khi xong chương trình, chị chủ quán thấy tội quá nên cho chúng tôi 100.000 đổ xăng đi về. Đó là tiền cát xê đầu tiên trong đời của tôi. Nam có định hướng như thế nào cho con đường sắp tới? Cuộc thi chỉ là bước đệm để sau này ra cuộc thi làm được gì, tôi đang có đà tốt. Trước đây tôi thi rất nhiều nhưng đều rớt từ các vòng ngoài. Hiện tại nhiều ca sĩ được chú ý tới dù ra sản phẩm hay như thế nào. Tôi nghĩ rằng sau cuộc thi này sẽ đẩy mạnh các sản phẩm sắp tới, khán giả sẽ dễ dàng biết đến mình nhiều hơn. Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái mặc đồ đôi đến tập ZMA. Phan Mạnh Quỳnh đưa bạn gái đến buổi tập chuẩn bị cho chương trình Zing Music Award 2016, tác giả của nhiều bản hit và người yêu mặc đồ đôi tình tứ. Phan Mạnh Quỳnh đưa bạn gái đến sân khấu Zing Music Award 2016 để tập luyện cho đêm gala vào chiều 4 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Tác giả vợ người ta và bạn gái hot girl 23 tuổi mặc đồ đôi khi đến sàn tập. Nam ca nhạc sĩ 9X khá ngượng ngùng khi bắt gặp ống kính máy ảnh, anh xua tay liên tục ra dấu không được chụp ảnh. Mối quan hệ của Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái được fan ủng hộ nhiệt tình.
Năm 2016, tác giả của nhiều bản hit tung ra khá nhiều sản phẩm như Tri Kỷ, Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi. Tuy vậy, các sáng tác của anh không tạo được hiệu ứng như Vợ Người Ta. Dù vậy, nam ca sĩ gốc Nghệ An vẫn có mặt trong đề cử nghệ sĩ của năm, đứng cùng hàng với Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi. Ngoài ra, anh còn có tên trong hạng mục nam ca sĩ được yêu thích nhất. Nhưng Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận đây là năm của Noo Phước Thịnh nên anh không đủ tự tin sẽ thắng giải. Anh sẽ trở lại cuộc đua vào năm sau khi đã có nhiều sản phẩm đột phá hơn. Phan Mạnh Quỳnh trao đổi với giám đốc âm nhạc Nguyễn Hải Phong về tiết mục của mình. Trong các tiết mục âm nhạc mới đây, anh đã mạnh dạn đưa tác giả Đường Công Phối Khí để tạo sự mới mẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hào hứng khi Lê Thiện Hiếu đã có mặt tại sàn tập. Tác giả Ông Bà Anh cùng với Phan Mạnh Quỳnh là hai giọng ca được yêu thích ở các cuộc thi Sing My Song. Nổi lên từ cuộc thi âm nhạc với ca khúc Ông Bà Anh, chàng trai chuyển giới được cộng đồng mạng yêu thích bởi sáng tác gần gũi mộc mạc. Đó cũng là lý do anh được mời tham gia ZMA. Lê Thiện Hiếu hào hứng khi được biểu diễn trong đêm gala, sự kiện âm nhạc Zing Music Space 2016 sẽ diễn ra từ 9 đến 23 giờ ngày 7 tháng 1 tại Sân Vận Động Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh.